Bản tin sáng ngày 17 tháng 10. Kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chính được phát trong bản tin sáng ngày hôm nay. Tin tại Việt Nam, Thanh Hóa đã điều 2 đội phản ứng nhanh đến cụm dịch ở thị xã Bỉm Sơn. Việt Nam, thêm 3.221 ca dương tính và 88 ca tử vong. Ninh Bình, người ra vào tỉnh không cần giấy xét nghiệm. Bình Phước, niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe. Ngành đường sắt muốn nhập 37 toa tàu 40 tuổi của Nhật Bản. Dự báo thời tiết, miền Bắc có nơi dưới 17 độ C. Vâng thưa quý vị, như thường lệ mời quý vị cùng lắng nghe các thông tin về đại dịch tại Việt Nam. Hiện do số trường hợp F1, F2 đang tăng nhanh và có nguy cơ bùng dịch, nên Thanh Hóa đã điều 2 đội phản ứng nhanh đến cụm dịch ở thị xã Bỉm Sơn. Báo VTV đưa tin, chiều ngày 16 tháng 10, CDC Thanh Hóa cho biết đã cử 2 đội đáp ứng nhanh thường trực để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cấp 50.000 test nhanh cho thị xã Bỉm Sơn. Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương đã rà soát và lấy mẫu xét nghiệm được cho 391 trường hợp F1. Trong đó, nhiều F1 đã trở thành F0, cách ly tại nhà hơn 2.000 trường hợp F2. Thanh Hóa nhận định đây là cụm dịch rất nguy hiểm, do đó yêu cầu khu vực này tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu. Yêu cầu người dân tạm thời không ra khỏi địa phương, không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Và trong cùng ngày, tỉnh này cũng ghi nhận thêm 41 ca dương tính mới, trong đó thì có 31 ca liên quan đến Bỉm Sơn, nâng tổng số ca nhiễm tại cụm dịch này lên 49 ca. Hiện, Thanh Hóa có 636 ca nhiễm và 5 bệnh nhân đã tử vong. Việt Nam, thêm 3.221 ca dương tính và 88 ca tử vong. Tối ngày 16 tháng 10, Bộ Y tế công bố thêm 3.221 ca nhiễm mới, trong đó gồm 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước tại 48 tỉnh thành. Số ca COVID-19 lần lượt tại các địa phương như sau. Đứng đầu vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh với 790, Đồng Nai với 397, Bình Dương 385, Sóc Trăng 142, An Giang 130, Tiền Giang 121, Bình Thuận 116, Tây Ninh 101, Đồng Tháp 97, Kiên Giang 93, Cà Mau 93, Đắk Lắk 84, Quảng Nam 71, Long An 70, Cần Thơ 42, Khánh Hòa 42, Trà Vinh 41 và rải rác tới các tỉnh thành khác. Trong cùng ngày, thì Bộ Y tế cũng ghi nhận thêm 88 trường hợp tử vong, gồm Thành phố Hồ Chí Minh với 58 ca, Bình Dương 11, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh mỗi địa phương 3, An Giang, Cần Thơ mỗi địa phương 2, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Kiên Giang, Sóc Trăng mỗi địa phương 1 ca. Như vậy, thì tính từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 860.860 ca nhiễm và 21.131 ca đã tử vong. Các địa phương tiếp tục nới lỏng nhiều biện pháp giãn cách xã hội. Tại Ninh Bình, người ra vào tỉnh không cần giấy xét nghiệm. Chiều ngày 16 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết đã thay đổi một số quy định trong ứng phó dịch lần 4 bao gồm không thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn tỉnh, không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm đối với người đi qua các chốt. Người dân đi qua các chốt kiểm dịch phải khai báo y tế bằng bản giấy hoặc các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Hướng dẫn người về từ các vùng dịch cấp độ 2, 3, 4 phải khai báo y tế và thông báo với chính quyền địa phương để được cách ly y tế. Tại Phú Yên, bắt đầu ứng phó dịch theo cấp độ nguy cơ thấp. Tối ngày 16 tháng 10, Chủ tịch tỉnh Phú Yên cho hay, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ 1, tức là mức nguy cơ thấp và bình thường mới, theo nghị quyết số 128 cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, thì tỉnh yêu cầu những người ra vào địa điểm nơi công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện, đông người phải thực hiện quét mã QR. Tại Bình Thuận, cũng vào chiều ngày 16 tháng 10, tỉnh này cho dừng tất cả các chốt kiểm soát dịch liên ngành trên quốc lộ, tỉnh lộ cửa ngõ ra vào tỉnh kể từ 0 giờ ngày 17 tháng 10, cụ thể như sau. Chốt trên quốc lộ 1, đoạn giáp danh hai tỉnh Đồng Nai và Ninh Thuận. Các chốt giáp danh các địa phương khác như là Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu ở quốc lộ 55, 28, 28B tỉnh lộ. Bình Dương không cách ly người từ tỉnh khác đến.
Ngày 16 tháng 10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ký văn bản khẩn về việc theo dõi người cách ly tại nhà và cách ly y tế đối với các trường hợp nguy cơ vào địa bàn tỉnh. Theo đó, thì những trường hợp không phải cách ly bao gồm người nước ngoài nhập cảnh, các trường hợp đủ điều kiện xuất viện, hoàn thành thời gian điều trị COVID-19, trường hợp tiếp xúc gần với F0 từ các tỉnh, thành phố khác đến, thuộc diện áp dụng cách ly y tế. Các trường hợp còn lại từ các tỉnh, thành phố khác đến Bình Dương thực hiện theo nghị quyết số 128. Và nhiều khu vực tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập trong việc nới lỏng giao thông. Tại Bình Phước, niêm phong cửa xe ô tô không cho người dân xuống xe. Theo báo Lao động, một chốt kiểm soát dịch bệnh qua huyện Bù Đăng đã dán tờ giấy niêm phong có đóng dấu đỏ lên cửa kính xe ô tô, yêu cầu tài xế và người đi cùng trên xe không được xuống xe trong quá trình đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước về Bình Dương. Lãnh đạo huyện Bù Đăng cho biết, việc này là để đảm bảo an toàn phòng dịch. Địa phương không muốn người dân xuống làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, với trường hợp bất khả kháng thì người dân có thể xuống theo quy định. Người dân cho rằng, việc dán niêm phong này là không cần thiết và trái yêu cầu của chính phủ và gây bất tiện cho người dân khi di chuyển chặng đường dài. Và cũng liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch tỉnh Bến Tre xác nhận đã gỡ bỏ việc dán niêm phong trên cửa ô tô khi đi qua tỉnh. Sau khi nhiều người cho rằng việc dán tem niêm phong cửa xe làm họ rất bất tiện trong việc đi lại, vệ sinh trong quá trình di chuyển qua khu vực Bến Tre. Và tạm kết thúc các thông tin về dịch bệnh, mời quý vị cùng sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngành đường sắt muốn nhập 37 toa tàu 40 tuổi của Nhật Bản. Báo Dân Trí đưa tin chiều ngày 16 tháng 10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Thủ tướng cho phép nhập khẩu 37 toa xe nhập khẩu loại Kia 40 và Kia 48 do Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản sản xuất từ năm 1979 đến 1982 đã ngừng sử dụng. Cả hai loại toa xe Kia 40 và Kia 48 sau khoảng 40 năm vận hành không gặp vấn đề nghiêm trọng nào về an toàn và chất lượng. Trước đó, thì Công ty Đường sắt Nhật đã thông báo sẽ ngừng khai thác một số toa loại Kia 40 và Kia 48 để chuyển sang dòng xe mới. Tuy nhiên, theo quy định năm 2018 của Chính phủ, các phương tiện giao thông đường sắt chỉ được nhập khẩu phương tiện đã qua sử dụng không quá 10 năm đối với toa xe chở khách, đầu máy, toa xe đường sắt đô thị. Dự báo thời tiết, miền Bắc có nơi dưới 17 độ C. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia chiều ngày 16 tháng 10, không khí lạnh đã di chuyển đến một số khu vực ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo từ đêm 16 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Tại khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ nay đến hết ngày 18 tháng 10 có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Vâng, và những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!